Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Lại là em đây. Em lên tiếp cho anh em một con siêu phẩm nữa nè. Giang Ma NX40. Rồi em cũng biết không ra cái nhu cầu của bà con mình lúc này sao, nhưng mà bà con yêu cầu em kiếm máy nhỏ để bơm nước ruộng, để nói chung là mình khiêng ra khiêng vô cho nó nhẹ anh em. Thì em cũng nói chung là em cũng dò nhiều chỗ, em thấy có chỗ này là cái lô này em thấy nó đẹp quá. Nó điều máy nhưng mà giá nó có hơi nhỉnh lên tí xíu nha anh em lưu ý nha. Lúc nào cũng vậy, nếu mà máy đẹp thì nó giá nó cũng hơi cao tí xíu anh em lưu ý giúp em nha. Đấy này, em lên cho anh em một con Giang Ma NX40. Cái này là bê tông nó 70 ly nè. Là máy nó tình trạng nó nguyên zin vậy nè. Em quay cho anh em coi zin từ chi tiết luôn. Bị lô này em thấy nó đều quá. Có 2-3 chỗ 2-3-7 kêu, nhưng mà mấy chỗ kia nó thiếu đồ tùm lum hết trơn, em không có lấy. Về thứ nhất là bây giờ ở đây không có thợ dọn, với thứ hai nó thiếu đồ lắp vô mệt quá, gắn đồ lô vô cái nó không ngon. Mình dậu anh em nhìn không tì vết luôn á, nước sân ghi mà nó còn gì nè. Ôi nó đã, cái này sáng em mở ra em bỏ được cái nó bay vô trong luôn, có được con này cũng không phải của nó. Thùng dầu còn trắng anh em ơi, thùng dầu này anh em xài còn rất lâu rồi. Đây anh em nhìn cái tem, cái nắp hông nó gì anh em cũng biết anh. Nó mới mức độ cỡ này luôn, quá trời đẹp luôn. Cũng có dầu ly dầu đồng nguyên si hết, nguyên bản luôn. Có bánh chớn này hơi tiếc một cái là nó hơi bị xét này, còn chân nền nữa còn nguyên bản bên Nhật bãi gì sao là nó còn nguyên bản vậy đó anh em. Mẹ cũng quên cái này, em không lấy cái tay quay zin nào chứ chả nó tẩm hết trơn luôn, em cũng không nhớ. Điện qua mới về em không may, em không có nhà. Còn số ghi của này là 1391 anh em, 13916, 13916 lấy còn rất là đều luôn. Rồi để em nhận thừa test cho bà con mình luôn ha, test cho bà con mình coi cái độ ken sà ben của em đó. Cái máy này bảo đảm với anh em, nếu mà ai mà có sức thì em quay không bể sức bắp vẫn chạy bình thường. Dạ. Quá trời chạy đập. Cái này anh em có trồng cam quýt sầu riêng gì anh em đặt anh em bơm nước một cái nó đã anh em ơi. Dầu này nó thao dầu dữ lắm luôn, đặc biệt là nó ít thao dầu mà nó nhẹ quay nữa. Con này rất rõ bình thường. Cái này nếu người nào mạnh mạnh á là anh em ôm thoải mái luôn, chắc chắn như anh em luôn. Nó tầm có khoảng 40-50 kg à. Nhờ em test lên cái nữa, mình lên cái lớn cho bà con mình coi. Bu ly 1-2-3-4 rảnh luôn, bơm cốc. Quá tệt anh em ơi. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái máy này em tính anh em là 3.3 triệu, phí ship là 300.000 anh em. Trời này anh em mà bơm nước ruộng này, cái này không biết có làm sao luôn á. Chứ mà anh em mua cái máy này nó ngon gấp mấy lần cái D6 luôn, mà nó nhẹ tay à. Anh em bơm cái mua, mà nếu mà mua trong bộ bên em có cái co mà co 2.4 là bơm vừa sức này anh em, 235.000 cộng tiền phí ship. Nếu mà mình đạp thẳng á là nó rất vừa sức luôn anh em, xài em nói chắc chắn anh em không nói quá, cho anh em xài cả 5-6 năm mới bắt đầu mới có đụng chìa khóa với mấy cái máy này, nó đã dữ lắm. Đủ ôm luôn rồi, rồi sung rồi đó, ôm này tối nay khỏi ôm vợ luôn cưng.
Hôm này tối nay khỏi ông vợ luôn. Ông vợ nhẹ hơn. Ông vợ nhẹ hơn à. Trời gì vợ thừa nó nặng hơn mấy này anh em ơi. Rồi em cũng xin báo giá mình anh em mình lại lần nữa ha. Mấy này em bán anh em là 3,3 triệu. Phí ship là 300.000. Còn phương thức thanh toán ở bên em rất đơn giản nha. Anh em cọc đúng cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em nhận hàng kiểm tra số series test máy xong. Cái ok thì thanh toán với shipper ha. Anh em rất thoáng trong vấn đề này. Là cũng hên hồi trước tới giờ cũng chưa gặp tình trạng nào mà anh em mình có bị giục chặt ha. Có một số trường hợp là bên em sơ xuất gửi thiếu đồ, nhưng mà anh em cũng rất vui vẻ nhận hàng luôn, rồi em cũng gửi trả đồ lại cho anh em. Nói chung là thiếu sót phần nào thì em xin khắc phục ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây. Em rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là góp ý của anh em gần xa để cho tụi em phục vụ ngày càng tốt hơn. Chào tạm biệt anh em nha.